phủ của SBTN Washington DC xin trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, thấm thoát đã 23 năm, Hội Nhiếp ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn đã được thành lập từ năm 1993 và hôm nay là mùng 6 Tết, hội đã có một buổi tiệc tân niên tại Waterford Fair Oaks, Virginia để cho các hội viên, các giảng viên có dịp gặp nhau để hàn huyên tâm sự và chia sẻ những vui buồn trong năm vừa qua. Mặc dù thời tiết thật giá lạnh của miền Đông Bắc Hoa Kỳ, nhưng trong Waterford Receptions tại thành phố Fairfax, Virginia, không khí lại thật là ấm cúng và vui nhộn Tết Xuân Bính Thân. Hội đã được thành lập từ năm 1993. Mỗi năm, niên khóa được bắt đầu vào tháng 2 đến cuối tháng 10, vào ngày Chủ nhật, tại Wilson Center for Church, Virginia. Hội có khoảng trên dưới 100 học viên mỗi khóa và lệ phí là 100 Mỹ Kim, máy móc dụng cụ tùy theo khả năng. Khi bước vào phòng tiệc, có hơn 100 tấm hình được triển lãm. Mỗi một tấm hình là một tác phẩm, là một thành quả, một niềm vui của các giảng viên, của tân và cụ hội viên của VNPS. Sau nghi thức chào cờ, phần giới thiệu và phần gắn trên áo của mỗi hội viên một cái pin được trở thành chính thức hội viên của VNPS, sau 3 năm phải làm một project trước khi ra trường, chương trình văn nghệ đặc sắc và màn trình diễn thời trang áo dài do các hội viên đã tạo được sự thích thú của quan khách và thân hữu đến tham dự. Sau đây là lời phát biểu của học viên. Em được sinh hoạt ở trong hội nhiếp ảnh được 3 năm rồi. Thì trong cũng có nhiều project lắm, nhưng mà em chọn cái project này là em cảm thấy là em muốn diễn tả được cái nét đẹp. Bất cứ cái project nào em cũng diễn tả được cái nét đẹp của sau khi em đã học 3 năm chụp hình. Thì cái project của em tựa đề là Poetical Beauty. Đó là cái lý do tại sao mà em chọn. Và lời phát biểu của cô Minh Tân, người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được tước hiệu là Master PSA. Cái cảm nghĩ là rất là ngạc nhiên, rất là ngạc nhiên và rất là hạnh phúc khi được đứng trước mặt tất cả hội viên VNPS, là tất cả mọi người đã biết là mình đã đạt được cái tước hiệu Master MPSA của Mỹ. Nói đúng ra đó thì trải qua hơn 10 năm đi chụp hình, nhưng mà mới sau này là mới gửi hình để đi thi. Thì đi thi mới trong vòng 3 năm thì đã lấy được cái tước hiệu MPSA. Nhưng mà rất là gian khổ mới có được nhiều hình để gửi hình đi thi. Cái giải MPSA này là mình phải có tới 3.000 acceptance mới được lấy cái tước hiệu này. Nhưng mà nói 3.000 nhưng mà thiệt ra có thể đã gửi hình đi thi trên 10.000 tấm mới được 3.000 tấm nhận vô. Mà cái giải này là đi thi cũng nhiều quốc gia khác nhau chứ không phải của Mỹ không. Đi thi về international nhiều hơn. Thì hồi trước tôi cũng đã có dịp là học sinh ở trong trong nhóm VNPS và tôi đã đi học xong, tôi đã tốt nghiệp lớp 3, sau đó tôi thành hội viên và sau khi xong thì tôi đã nói với các thầy ở trong hội là các thầy đã giúp cho tôi đã được hiểu biết về cách chụp hình hơn. Thì nếu mà tôi có cái cách nào tôi sẽ cũng như là mình tiếp tục giúp cho các học viên mới thì tôi rất sẵn sàng, cho nên các thầy nhà tôi là làm giúp với hội là để mà làm giảng viên chủ nhiệm cho lớp 1 là lớp beginner. Vừa qua thì hội nhiếp ảnh đã được hoạt động 23 năm rồi, thì mỗi năm chúng tôi đều có đông đảo các học viên ghi danh cho 3 lớp. Thì mỗi một năm như vậy là trung bình khoảng 100, trên dưới 100 người ghi danh và ra trường của hội VNPS. Ngoài ra, sau khi theo học 3 năm thì những anh chị đã tốt nghiệp có thể nộp đơn xin làm hội viên, và cho đến nay thì hội cũng đã được 100 hội viên hoạt động cùng với lại hội trưởng và hội phó của hội là thầy Đỗ Lệnh Dũng và thầy hội phó Trần Thụy Định. Cũng nhân đây, nhân dịp Tết Bính Thân, hội nhiếp ảnh vùng Hoa Thịnh Đốn xin gửi lời chúc Tết một năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng đến tất cả cộng đồng Việt Nam, vùng Hoa Thịnh Đốn nói riêng và cộng đồng Việt Nam trên nước Mỹ nói chung. Bí Phượng tường trình từ Hội Nhiếp ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Waterford, Fairfax, Virginia.